Chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Ngày hôm nay cô Phan Thị Ngọc Mai sẽ tiếp tục hướng dẫn cho Tâm Anh và quý vị thực hiện một bình hoa nghệ thuật để trang trí nơi phòng khách. Dạ, xin chào cô Mai. Chào quý thầy cô, chào quý vị, chào Tâm Anh. Hôm nay Tâm Anh thấy là không phải là một bình mà là hai bình. Ta sẽ cắm hai bình cùng một lúc. Như thế này ta gọi là bình ghép. Và vật liệu thật ra là cũng thân quen như những lần trước, nhưng hôm nay ta có cái cách cắm khác để kết nối những bình lại với nhau, gọi là bình ghép. Vật liệu gồm có, Tâm Anh thấy có màu hoa đồng tiền như thế này, có lan dendro, có bạch môn, một ít lá bạc. Ở phía bên này thì Tâm Anh thấy có lá trầu bà Nam Mỹ nè. Ở đây có một ít lá ngũ giờ bì và ở đây là lá dứa kiển. Đúng rồi. Và Tâm Anh thấy là những lần trước ta có những cái bình hoa nghệ thuật là một hoa hay là hai hoa. Và hôm nay cũng tương tự như vậy, nhưng ta ghép những bình lại với nhau để tạo một cái không gian nghệ thuật và thư giãn. Bây giờ ta sẽ tạo dáng lá trước ha. Tâm Anh thấy là ta có lá trầu bà Nam Mỹ. Thật ra là có cái gì thì ta sử dụng cái đó. Ta đang tạo dáng. Khi cắm hoa thì người cắm có lẽ là xung quanh mình đang có những vật liệu gì, những cái loại hoa lá gì, là ta cứ được thư giãn, được thả hồn với những gì đang có thôi. Không bắt buộc là cứ phải tìm cho được như những gì mà đã được thấy. Thật ra khi ta cứ phải cố tìm như vậy thì đồng thời lúc đó ta đang tạo áp lực cho mình, thì lúc đó không còn gọi là thư giãn với hoa nữa. Đó, ta đang có được những cái nét lá bạc nè. Và bây giờ ta lại tiếp theo cho tiếp những cái nét lá ngũ gia bì. Lá này được trồng rất là nhiều. Đúng rồi. Tâm Anh thấy trong những gia đình thường sử dụng cây ngũ gia bì làm cây cảnh, mà hình như là còn vừa có một tác dụng nữa, đó là thanh lọc không khí, thì phải không anh? Đúng vậy. Thì cũng tương tự như các bài trước, Tâm Anh thấy ta sẽ luôn có phần tạo dáng, đóng khung, che đế. Thì nãy giờ ta đang có cái phần gọi là tạo dáng, đi nét lá, đi viền theo xung quanh như thế này. Đó là cái phần đóng khung. Và không những là sử dụng những lá như thế này, ta có những lá khác vẫn được. Vì mỗi một loại lá sẽ có một cái ngôn ngữ riêng, sẽ có một cái vẻ đẹp riêng, nên không nhất thiết là cứ phải đứng y như vậy vào bình ghép nha. Đó, Tâm Anh thấy ta đang có như thế này. Có thể là kỹ hơn một chút, ta có đi một chút xíu lá nữa, đi ngay trực tiếp ngay phía trước, ngay vào cái đế xốp, gọi là che đế. Đó, ta đi kỹ vào hơn chút nữa cho cái phần che đế xốp. Khi cái phần che đế này, Tâm Anh sẽ cho một loại lá khác nữa, lá có kích thước nhỏ, nhuyễn, để kỹ trên đế xốp. Hoặc ta cũng có thể sử dụng chính những cái loại lá này, vì kích thước của lá ngũ gia bì cũng không phải là lớn lắm. Rồi bây giờ ta có được như thế này nè. Với cái phần tạo dáng đóng khung, bây giờ thì ta muốn thêm một tí nữa với những nét lá dứa kiển. Tâm Anh thấy là cái tên là lá dứa kiển vì cái kích thước, cái dáng lá cũng tương tự như là cái lá dứa của mình, nhưng mà lá dứa một cái màu xanh biếc và có mùi hương. Để nấu chè, để làm những cái hương vị mà cần cái mùi của lá dứa thì rất là thích. Nhưng lá này có cái đường màu nhạt hơn bên trong phần sống, và đặc biệt không có mùi hương như lá dứa.
nhưng mà đẹp hơn lá dứa, nên gọi là lá dứa kiển. Và lá này để cắm hoa trang trí rất là đẹp và rất là bền. Lá này là nhỏ thôi nha Tâm Anh. Yeah. Loại lá này nhưng mà có kích thước lớn hơn. Để những cái bình lớn hơn, ta sẽ có lá lớn hơn nha. Thường khi mà chúng ta cắm hoa tầng hay là cắm hoa hai bình hoa nối lại với nhau thì những cái nét lá dài và sẽ tạo ra điểm nhấn kết nối. Như là lá dưới kiển thì cô Ngọc Mai cũng tạo một điểm nhấn và tạo sự kết nối giữa hai bình hoa lại với nhau. Đúng vậy, Tâm Anh thấy nè, cái nét của lá dứa kiển, cái gốc được cắm ở trên bình lớn nè, phần ngọn mình sử dụng một đoạn tăm tre để mình cố định phần ngọn bên bình nhỏ, thì cái đoạn này đây ta gọi là nhịp nối. Nhịp nối để thấy rằng đây là một tác phẩm, cái gốc là hai bình nhưng tác phẩm hoa trên đây đó là một, tuy hai mà một, tuy một nhưng đó là hai. Và cái phần kết nối này, Tâm Anh thấy là những lần trước ta đã từng có sử dụng ruột mây nè. Tâm Anh nhớ không? Đó. Và vậy thì những cái nét ruột mây ta có thể đưa vào đây. Và Tâm Anh có nhớ cỏ nến không nè? Dạ, hoặc là những nét lá lan chi có thể làm tạo nên cái điểm kết nối giữa hai bình hoa. Đúng vậy nha. Và hôm nay muốn cho Tâm Anh và quý khán giả được thấy ta kết nối bằng những cái nét lá dưới kiển. Thực tế là ta cứ mạnh dạn thay thế. Đó, Tâm Anh thấy là ta đang có được những cái nét. Ta tạo dáng lá, tạo dáng đóng khung che đế. Khi mà chúng ta cắm hoa trên một bình hoa thì không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng rất là nhiều hoa đúng không cô Mai? Mà lá chính là một nét nghệ thuật. Khi mà chúng ta biết kết hợp thì chỉ cần một vài bông hoa trên nền lá thôi đã tạo nên những tác phẩm rất là đẹp rồi. Và đây là một tác phẩm mà cô Mai đã hướng dẫn cho quý vị cùng điểm những nét lá làm nền cho bình hoa rất là ấn tượng và rất là đẹp đúng không ạ? Và đến đây Tâm Anh thấy là ta có lá tạo dáng, đóng khung, che đế và nhịp nối. Và bây giờ phần quan trọng ta cho phần hoa vào, hoa chủ lực của bình hoa, điểm nhấn của một bình hoa. Và ta có hoa gì ta cứ sử dụng hoa đó nha. Bây giờ ở đây ta có được hoa đồng tiền. Hôm nay Tâm Anh thấy là mình có cái hoa đồng tiền, cái màu này rất là đẹp, màu đặc trưng của sen đó cô Mai. Đúng vậy. Và khi đến với bình hoa, ta phải chọn một là hoa to, hai là hoa màu đậm để làm trọng tâm, chủ lực của bình hoa. Ở đây ta có hoa đồng tiền, đang là cái màu đậm nhất trong những hoa ta đang có, ta đưa vào làm tâm. Đây, Tâm Anh nhìn ha, đó là cái phần hoa đồng tiền. Bây giờ tiếp theo ta cho những cái loại hoa khác vào. Hôm nay thì mình có cái phần đây, mông trắng. Tâm Anh thấy cũng rất là đẹp đúng không? Có những vị khán giả chia sẻ với chương trình là từ khi xem chương trình hướng dẫn cắm hoa thì nhà bạn đã có nguyên một bộ sưu tầm các loại bình khác nhau, từ những nguyên vật liệu dư thừa và có thể là những loại bình mà bạn tìm mua ở bên ngoài. Bạn sưu tầm nguyên một bộ sưu tầm về bình cắm hoa cô Mai ạ. Dễ thương quá. Và Tâm Anh nhìn thấy nè, ta có được hoa đồng tiền, ta có được cái mông trắng kèm theo. Vậy thì cái phần trọng tâm của ta vừa xong. Bây giờ tiếp theo ta điểm thêm một chút nữa nha. Có thể đến đây bình hoa cũng đã được rồi. Ta cho phần che đế kỹ hơn một tí xíu nữa là xong. Nhưng mà có thể điểm thêm một chút. Ta có những cái nét hoa lan. Ta cho những cái nét hoa lan vào một chút nữa nha. Này, tuy là hai bình
Nhưng mà Tâm Anh thấy là không hề khó cắm. Yeah. Vì ta đã có được cái kỹ thuật của từng bình nhỏ rồi. Ta đã từng có dạng thẳng, dạng nghiêng, dạng ngã đổ. Cho nên là hôm nay khi qua bình lớn, tự nhiên ta thấy là cái việc của mình rất là đơn giản. Và nếu như quý vị khán giả nào thường xuyên theo dõi chương trình hướng dẫn cắm hoa thì Tâm Anh tin rằng quý vị đó đã có thể thực hiện được rất là nhiều những bình hoa khác nhau theo những dạng cắm cơ bản mà cô Mai đã hướng dẫn rất là chi tiết. Và như vậy là bình hoa của chúng ta đã hoàn thành chưa cô Mai? Đúng rồi, và bây giờ ta chỉ cần chế đến một chút nữa Tâm Anh nha. Với những cái lá còn lại, những cái nát lá dư thừa, lá đẹp ta đã đưa vào ở ngay phía trước. Và bây giờ những cái phần lá còn lại ta có thể điểm để che đế ở phía sau, đó, cho bình hoa được hoàn chỉnh. Một bình hoa rất là đẹp như thế này thì rất là phù hợp để chúng ta có thể trưng bày trong phòng tiếp khách cũng như phòng khách của mình, và tạo thêm cho một không gian nghệ thuật và thi vị hơn, đúng không ạ? Cảm ơn cô Ngọc Mai đã hướng dẫn cho Tâm Anh và quý vị thực hiện rất là nhiều những tác phẩm nghệ thuật từ hoa rất là đẹp như thế này để truyền năng lượng yêu thương đến với tất cả những người xung quanh. Và quý vị đừng quên tiếp tục theo dõi chương trình hướng dẫn cắm hoa của chúng tôi quý vị nhé. Sẽ còn nhiều bài học hấp dẫn và thú vị tiếp theo từ cô giáo Phan Thị Ngọc Mai, giảng viên dạy cắm hoa của Nhà Văn hóa Phụ nữ. Và chúng tôi rất là vui khi tiếp tục nhận được những lời động viên, những yêu cầu và những tác phẩm mà quý vị gửi về cho chương trình. Chương trình hướng dẫn cắm hoa đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.